Vân Khanh xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi mục Chính sự Việt Nam của đài truyền hình kalitoday.com được phát thanh và phát hình mỗi ngày, thêm về tình hình chính sự tại quê nhà, được trích từ báo kalitoday.com trong số ra mới nhất. Mời quý vị theo dõi bản tin Hậu chuyện bắt thăng, nằm nhà nghe tiếng còi xe mà giật mình của Thiền Lâm, được trích dẫn từ báo Kali Today. Châu bò húc nhau rồi, bọn mình chỉ là ruồi muỗi. Thời này mà còn lao theo anh hai, anh ba làm sân sau cho họ thì không chết lúc này cũng chết lúc khác. Một doanh nhân người Quảng Nam nói như thì thào, dù ngữ cảnh đang là một bàn nhậu ê hề tôm cá bia bọt, cùng không khí cụng ly sôi nổi. Ngồi bên cạnh doanh nhân trên là một quan chức ngành dầu khí. Từ đầu bữa nhậu đến giờ, quan chức này lặng tâm, chỉ nghe gật gù và uống. Thản hoặc có người đưa ly chào mời, anh ta mới ậm ừ cho qua chuyện. Chỉ đến khi bị mọi người trong bàn hỏi vặn về nguyên do tại sao Đinh La Thăng bất ngờ bị bắt, quan chức này chợt tái mặt, nói thật chậm và thật nhỏ. Đừng cha nào ghi âm tôi nghe. Tôi nghe nói ông Thăng là đệ tử ruột của anh ba Dũng, Nguyễn Tấn Dũng. Mà đã thân với anh ba thì làm sao được cụ tổng Nguyễn Phú Trọng ưa. Lúc trước bọn tôi cũng đã tính là ông Thăng khó thoát, một lúc nào đó sẽ bị dựng dậy nửa đêm thôi. Y chang như vậy. Cái buổi tối ngày 8, nghe tin Đinh La Thăng bị mấy tay bên bộ công an bắt, nguyên dàn lãnh đạo dầu khí tê tái, co rúm như bị điện giật, còn không dám gọi điện thoại báo tin cho nhau biết. Sáng ra, văn phòng mấy công ty dầu khí như đưa đám. Chỗ nào chỗ ấy, lạnh ngắt, nhân viên lãnh đạo lấm lét nhìn nhau, giống như ai cũng sợ người khác là tình báo công an. Cụ tổng tuyên chiến thật rồi, bây giờ tôi đố thằng nào còn dám gọi cụ tổng là lú. Khôn dốc trời thì có. Ông đang đánh lớn, dầu khí bọn tôi chỉ có một phần trong đó thôi. Nghe nói còn hàng trăm tay dầu khí nữa trong danh sách công an chưa bắt. Mà đâu chỉ có dầu khí, nhiều ngành khác cũng đang lên tăng sông. Càng cao càng dễ bị hốt, tay nào mà không nhúng chàm. Cụ tổng nói thì dễ lắm, chót nhúng chàm rồi thì phải gột rửa. Nhưng có ông nào dám đưa đầu ra gột rửa? Có khi lại lạy ông tôi ở bụi này, làm mồi cho bên công an túm gáy. Mấy năm trước chạy được thì không chạy, mà cứ lo ăn chơi. Còn giờ này mới tính chuyện chạy thì quá muộn rồi. Hôm bữa vô tình tôi mở mấy trang mạng lề trái ra đọc, giờ nhớ lại mới thấy cám cảnh. Cái đám tù nhân lương tâm và dân chủ nhân quyền, coi họ đang sống trong nhà tù lớn, thì bọn tôi cũng đâu có khác. Lúc nào cũng hồi hộp, không biết công an sờ gáy mình khi nào. Nằm nhà mà nghe tiếng còi xe hơi ngoài cửa là lại giật mình. Đinh La Thăng mà còn phải vào nhà đá thì thứ tôm tép như bọn tôi ăn thua gì? Chưa bao giờ giới quan chức tham nhũng và nhóm thân hữu trục lợi chính sách lại bị phủ trùm tâm lý lo sợ bị sổ khám như ít tháng gần đây. Mối nguy hiểm sổ khám còn có thể tăng gấp đôi bởi bản chất cuộc chiến chống tham nhũng không chỉ thuần túy được hiểu theo ý nghĩa đẹp đẽ của từ này, mà còn mang tính xung đột quyền lực phe phái ngày càng nặng nề, ngày càng tiến đến điểm tới hạn có ta không có mi. Chỉ nửa năm sau Đại hội 12 và sau khi Nguyễn Tấn Dũng không còn nữa, đã bắt đầu lộ ra
cuộc chiến mới của những nhóm quyền lực lợi ích mới với những nhóm quyền lực lợi ích cũ nhằm tranh giành và thôn tính lãnh địa làm ăn. Vào thời gian đó, sân sau đã lần đầu tiên được phổ cập trên mặt báo chí nhà nước như một từ ngữ lột tả cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của từ điển tham nhũng phong phú đến kinh ngạc của Việt Nam. Giới đại gia và quan chức ngân hàng đã trở thành tiêu điểm của chiến dịch bắt bớ. Chưa bao giờ ngân hàng rung chuyển trong hết cơn động đất này đến cơn động đất khác như những năm gần đây. Từ giữa năm 2016, cùng với chủ trương chống tham nhũng, cùng chủ thuyết việc cần làm ngay của Tổng Bí thư Trọng, cuộc tháo chạy tán loạn của giới quan chức kim tiền dần bắt đầu. Để sang năm 2017, đã có những dấu hiệu chạy loạn cao độ, mà cao điểm là hình thức ra đi tìm đường cứu nước của những quan chức ngành dầu khí như Trịnh Xuân Thanh, Lê Trung Dũng, Vũ Đình Duy. Nhiều quan chức khác thuộc cánh Nguyễn Tấn Dũng cũng bị cho rằng sẽ không thể hạ cánh an toàn. Một khi Đinh La Thăng cũng không thoát, bất cứ ủy viên Bộ Chính trị nào cũng có thể bị sổ khám trong tương lai. Chính Tổng Bí thư Trọng đã tạo ra tiền lệ ấy. 3 ngày sau vụ bắt Thăng, đến lượt 5 cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam bị khởi tố. Nếu vào thời gian trước Đại hội 12, phần đông giới chức còn bàn tán, rôm rả xem anh Ba hay cụ Tổng làm Tổng Bí thư, anh Phúc hay anh Quang làm Chủ tịch nước, và không ít kẻ lăm le đón gió, điếu đóm cho những lãnh đạo tương lai, thì bầu không khí hiện thời lắng bặt hệt như vào tháng 8 năm 2016, khi nổ ra vụ cả ba bị bắn ở đất giữ Yên Bái. Cuối cùng thì cụ Tổng đã thoát hẳn lốp lú. Ngày 8 tháng 2 năm 2017 rất có thể đã trở thành thời điểm khởi động chống tham nhũng giai đoạn 2 của Nguyễn Phú Trọng. Quan chức là giới cảm nhận rõ nhất về một cơn cuồng phong đang gầm rú kéo đến, đang hội tụ khá nhiều luồng khí cho cơn cuồng phong đang gầm rú đó. Rất có thể cụ Tổng đang muốn trở thành một Tập Cận Bình của Việt Nam với chiến dịch vừa chống tham nhũng vừa tự tôn quyền lực. Ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đã khiến hơn 80 quan chức tham nhũng phải nhảy lầu, thắt cổ, uống thuốc độc. Những ngày tháng tới ở Việt Nam sẽ chịu nặng và ghê rợn biết chừng nào. Quý vị vừa theo dõi bài viết. Quý vị vừa theo dõi bài viết Hậu chuyện bắt Thăng, nằm nhà nghe tiếng còi xe mà giật mình của Thiền Lâm, được trích dẫn từ báo Kali Today. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể theo dõi mục này nhiều hơn trên làn sóng Radio Phố Đêm 1500 AM mỗi ngày từ 1 đến 5 giờ chiều và từ 4 đến 11 giờ tối tại miền Bắc California, và quý đồng hương tại thành phố Seattle và các thành phố phụ cận cũng có thể nghe trên Radio Seattle ngày nay trên làn sóng 1540 AM từ 1 đến 4 giờ chiều mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghe lại bất cứ lúc nào trên trang mạng truyền hình kalitoday.com. Kính thưa quý vị, tiết mục Chính sự Việt Nam được sự bảo trợ của công ty An Hạnh, một công ty chuyên phân phối sản phẩm dược thảo, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng với giá rẻ và hàng tốt cho tất cả các gia đình người Việt trên đất Mỹ và các quốc gia khác. Quý vị có thể vào trang mạng côngtyanhanh.com để tham khảo. Hiện nay chúng tôi cần nhiều đại lý bán hàng khắp nơi. Quý vị có sẵn tiệm, muốn tăng nguồn hàng để bán, muốn tăng khách hàng
cho cửa tiệm quý vị và đặc biệt là muốn tăng cho doanh thu và thu nhập của quý vị thì xin liên lạc với công ty An Hạnh để làm đại lý tại các địa phương. Xin gọi số 408-482-6527, 408-482-6527. Hay quý vị cũng có thể email về info@công ty an hạnh.com, info@công ty an hạnh.com.